อยตะเงินสุดต่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อยอดเต็มเหล่าเด้ออ่ะดับเบิ้ลxin trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhấc chén rượu nhỏ nhỏ của mình để cùng uống cùng chúc cho gia đình để gặp nòi phúc ạ. Bắt đầu hát nước comment đi nào nữa. Các bạn ơi, đến giờ phút này đây thì MC Thám Tiền xin phép được nhường mic lại cho ông gia chủ ông Cà Văn Hôm sẽ có lời phát biểu cũng như lời cảm ơn chính thức nhất trong buổi trưa hôm nay đến tất cả quý khách quý ạ. Vâng, trân trọng kính mời ông ạ. Cảm ơn đội múa rất là nhiều. Cả ba đội phê không nát, đội nát không phê và đội cùng một rất là nhiều. Và gia đình cũng không có gì hơn ngoài những chén rượu đúng không ạ? Xin kính tặng đến đội múa. Xin chúc các đội múa càng ngày càng múa dẻo, càng ngày càng xinh đẹp. Và những chị em nào ở trong đội múa mà trông tráng trông thế thì hôm nay nhận được phần quà này chắc chắn tối về là trông mê lên giường nha. Vâng, một lần nữa thì xin được thay mặt gia đình anh Mây và chị Sươi thay mặt cho gia đình của Hồng và mẹ con xin được cảm ơn đội văn nghệ bản Tống rất là nhiều, đội phê không nát và đội nát không phê và đội văn nghệ cụm một rất là nhiều. Xin cảm ơn đội múa nhá, đội văn nghệ nhá, cảm ơn. Và xin chúc tất cả quý vị chúng ta sau này chúng ta sẽ cùng làm đội múa nhé quý vị ơi.
nhận xong buổi trường hôm nay. Xin cảm ơn gia đình rất nhiều, có món quà hết sức ý nghĩa dành tặng cho đội văn nghệ trong buổi trường ngày hôm nay. Đội nát và đội phê và đội cùng một. Hình như hôm nay phần trao quà hơi bị nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam đúng không ạ? Còn một đội nữa chưa được quà, không biết là gia đình có phần quà nào cho đội nữa không ạ? Đội nát đúng không ạ? Hay là nát quá rồi không cần trao quà nữa, buồn quá. Vâng, em xin hỏi gia đình có phần quà nào dành cho đội nát không ạ? Đội nát chào từ hôm xưa rồi.